皆さんこんにちは。もういいよ。Xin chào các bạn. Hôm nay mình và cô Hina Chan sẽ cùng nhau diễn một tiểu phẩm thật là ngắn để thứ nhất giải thích về trò chơi Niramiko. Niramiko. Và thứ hai dùng để giải thích một từ, đó là từ Iyo. Ngay trong sơ cấp thì các bạn đã được học từ mới này rồi. Tuy nhiên, Iyo có hai nghĩa, tùy vào cái cách phát âm của mình mà ý nghĩa của nó bị thay đổi. Thứ nhất, khi mà phát âm cao lên, Iyo, Iyo có nghĩa là đồng ý. Và khi mà phát âm trùng xuống, chữ Iyo đằng sau nó bị trùng xuống thì nó có nghĩa là phủ định. Phủ định khi mà có giọng điều gì đó. Iyo, Iyo. Mình nhắc lại nhé. Iyo, 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 Iyo. Để lý giải được điều này rõ ràng hơn thì các bạn hãy cùng nhau theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây. これが睨む。しらさん。はい、はい。睨めっこをしようか。いいですよ。はい、じゃあ今から睨めっこをやるよ。睨めっこっていうのは日本の昔からの伝統の遊び。睨むっていうのはこういう睨むなんだけど、この遊びは今は変顔とかして、とか、とかいう顔をして相手を笑わす。笑わした方が勝ちってなる。それを睨めっこっていう遊びだよ。じゃあやりましょうか。やりましょうか。trước khi chơi trò chơi này thì chúng ta sẽ phải hát như thế này。はい、どうぞ歌ってください。にらめっこしましょう。笑ったら負けよ。アップップ。にらめっこしましょう。笑ったら負けよ。アップップ。せーの。にらめっこしましょう。笑ったら負けよ。アップップ。お知らさん、はいはいはい、私と付き合ってください。いいよいいよいいよ。どうですか。ズンさんズンさん、これ可愛くない？いや普通だね。じゃあこれは、ほら可愛いでしょ。可愛くない？まあまあ。まあ、可愛くない？これは？全然可愛くない。もういいよ。睨む。